chạm bàn chứng minh lâm lâm đại lục của bạn thì tới cứ quan bàn để tha con miên sự mặt đặc thiết không cao và yếu còn đấy còn quả không đấy còn quả chưa được ra chân được đây để bàn không đấy bàn chưa được ra đấy cứ con bàn vô tại đà nẵng quan đấy người ta luôn quan từ bàn và xa mẹ và miên bóng môn chưa được ra mà nói lời được mọi bài và chân ở trong hai tay trong vài chân bóng môn tụ bảy chỉ bài chất về bản tỏi dưỡng bản lối gần dưỡng bài chất đề và dù khơi bộ môn và dưỡng bản tỏi đặc trả là quán này bộ môn dưỡng mà chúng tôi tiên mà còn bà chẳng đá với chị vật cảm trên dưỡng tiên và tại còn bà lo mẹ chị vật cảm bộ quán và lặng lặng đặc cư trong số bài chất đề nơi dưỡng bộ môn tiên và hai chữ bộ môn dưỡng cây cổ rê mà chúng tôi muốn là lời đi cư đẹp là có bạn dù lối để luôn bạn thật khó trong rãi phương ca là ưu tiên của rế hai dù mình định đầy bạn là chúng tôi dù mình định đầy lô dù mình định đầy lô về hai bóng một là có bóng để rụng lô cả bạn hỏi bóng một ai đất rõ và nâng sắp tới rừng đã lõi hay còn là tha dù không dù tình tình đầy đã còn biến lòng được ở đây đã biến bạch hạ ấy tại đại học lạc bộ môn để bạn gặp khó gặp rãi thương gia này của rể và nên chia ở tầng lõ mà chúng luôn từ đại trên vì gà đi chụp ra đọc bộ môn dưỡng cái bản tiền tầng rộng và hơi mùi tiết dưỡng khơi tha là lời đi bộ môn dưỡng chén chất đẹp bọn này tại chia mà chất tầng rộng và chỉ có cảm đi hỏi tất bệnh chỗ và hai chị chết đẹp quan đại tiên để xa biết bọn bộ dương ra mà tên để mình càng chào bỏ rõ thì nhóm bắt đầu từ lưu cả sự đồng phố rồi bọn bọn bộ đại tiên cứ khi mà khơi bạch hà thông bay thì mỗi cứ bạch hà được lùi tôi bay chịu xong để dây hà miền cùng đất cứ miền lối á và đèn lá cò đập lư biển đang hơi con bạn trong tay mà lư và trong tay mà lư nhóm vì cà bị đọt cho nào muốn còn trong bạn thật mà lư đại và bạn thật mà lư đại chân khơi bao hồ chứ ở miền bạch hà cứ địa tôn cứ được đường lối lối đi cứ trong thì người ta miền mà nhóm chọn vì đau thì cái chọn của nhóm phổ môn mà nhóm miền computer của nhóm strong bánh hè phổ môn đó thì nó cứ đạt chủ tiền bánh hè cuối phổ môn ngày hè đôi chia đang hồ si ấy ở về rúi hay chậm cho nên tôi cha anh chỉ bánh hè phổ môn mùi hay nhóm đẹp hà ao ra xa mong quỳ thật cà phê để che chụp mũi tiền đã ứng viên công đức ở chi và cam mạnh mai ai đã cứ đi mũi hàng bị sai trong tham bị phá một biển và hàng để và cam có biển hàng để chạy cái tên chia của biển hàng tới hàng đi mũi bánh hà một cuộc thiện trả ứng cứ đẹp mang biển công đức ở chi và cam ở biển là chi và cam được trong tay đấy còn tay còn hiện của bà còn cơ thẳng của họ sĩ ấy thay tiên đó bây giờ thì càng để xuống hay càng để cho đánh lôi là cứ bạch hạ mùi bạch hạ tiên phí bộ môn khác còn lưu bạch hạ mà thế bạch hạ và chôn cho bộ là bộ môn là cứ lôi lôi đến cứ nẹt lắm miền này chỉ có càng không tay hay miền cũng nên lọ tiên trong bộ rỉ bộ là bộ và đại còn khoảng lôi và nẹt lắm khoảng lôi không càng chạm đám càng đó và bạch hạ tiên phí bạn hãy thông tin bây giờ bọn bóng bốn chương được không trông với chị vừa cảm đấy cứ để tôn thân là cả luôn và để tôn thân là cả luôn miền này ta miền và lật tập hóa miền sẽ bảo cắp còn đáy luôn mà sẽ đáy mà sẽ miền là để đi chôn là đáy bạn hãy thông tin bây giờ nhóm bán cho mó không nót bán cho mặt đạn chỉ ảnh thiệp chẳng bọn bốn đằng này thật nhóm anh đăng vi tầm mặt bạn hãy là bọn bốn đằng học nên đăng vi tầm rơi cá
ហើយខ្ញុំកំពុងតែគិតព្យាយាមរកដំណោះស្រាយឲ្យបាទហើយដំណោះស្រាយគឺមានច្រើនគាត់នឹងថាតោះមកពេលមកខ្ញុំនិយាយវាមិនបានអស់ទេបាទអានឹងបញ្ហាទី3បញ្ហាទី4បញ្ហាទី4គឺបញ្ហាបុគ្គលិកបាទបញ្ហាបុគ្គលិកអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ហាទី1គឺកម្រិតអាជីវកម្មអីដែលវាតាក់ទាញវាល្អចំណេញលុយស្រួលទី2គឺបញ្ហាខ្វះដើមទុនបាទខ្វះដើមទុនក្នុងការចាប់ដើមឬក៏ខ្វះដើមទុនក្នុងការពង្រីកហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញមែនបងប្អូនខ្លះក៏ថាខ្វះឱកាសរកស៊ីបកណ្ដោបាត់គាត់ថាវាខ្វះដើមទុនបាទដូចជាថារកស៊ីខាងដីធ្លីខាងចំណាត្រង់វិញជាដើមទៀតទៅគាត់ខ្វះឱ្យគាត់ដឹងដីកន្លែងល្អដីកន្លែងដែលមានហាងឆេងល្អឱ្យជាដើមបាត់គាត់ថាគាត់អស់ហងទុកបាទគាត់អស់ហងបាច់បាទអត់មានបញ្ហាទី2បញ្ហាទី3គឺមានលោកអត់ទៅដាច់បាទការធ្វើទីផ្សារហ្នឹងគឺគេអត់ទៅស្គាល់បាទហើយគាត់ខ្វះអតិថិជនបាទលោកអត់ទៅដាច់អាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចសុខរបស់គាត់ហើយបញ្ហាទី5ហ្នឹងគឺបញ្ហាបាទជួបបណ្ដាញអីទេបាទបញ្ហាបុគ្គលិកដាច់ទៅហើយបញ្ហាទី5គឺបញ្ហាខ្វះអ្នកបន្តវេនបាទបាទតែបន្តវិញលុយរោបានពួកម្ដាយគាត់រកស៊ីយូរមានមុខរបរដឹកដូរឲ្យគាត់ចាស់ទៅគាត់ចង់ឲ្យបន្តវិញឲ្យគាត់បន្តកូនទៅព្រឹកទៅកន្លែងរបរគាត់ដែរនេះហើយគេទៅត្រឹមនេះដែរអានឹងបញ្ហាទី5ហើយមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី5របស់អ្នកបន្តវិញនឹងគឺក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគាត់ដូចថាគាត់ពេលគាត់ឃើញថាគាត់ចេះថាគឺមិនបានដូចគ្រូបាទបាទខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់សម្បត្តិទេខ្ញុំអត់សម្បត្តិទេតែបាទខ្ញុំសម្បត្តិភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំទិញក្រុមហ៊ុនមានន័យថាខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអ្នករៀនផងខ្ញុំអ្នកបង្រៀនផងខ្ញុំអ្នកធ្វើផងអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ថាទីរំករាជនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំតែមុខទៅខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគឺដើរទៅលើខ្លួនឯងមាននិរន្តរភាពមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អមានទំនុកចិត្តមានអតិថិជនមានជ័យលុយមិនហ្នឹងការលក់ការកើតជ័យលុយប្រៃហ្នឹងបានហ្នឹងបាទអត់ទៅជ័យស្គងលុយជំនាញមកមកបដោតឬការវិវត្តរបស់ខ្លួនបាទផ្ដល់ជាប្រាក់វិវត្តជ័យបាវស្រីទេវត្តវត្តតែបើជាកាក៏មកដល់ក្រៅអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងមានទីរកការងារបែបនេះទៅរត់ទៅទីណាគឺខ្ញុំចាប់គាត់ថាធ្វើមិនបានជីវិតដូចលោកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបើចង់បានចិត្តទី1គឺយើងត្រូវធ្វើចេញពីដងលោកលោកសម្រាប់មកដូចកែក្នុងដងត្រឹមទី1ណាទី2យើងកុំជក់ធ្វើខ្លួនឯងពេកបាទកុំជួបធ្វើខ្លួនឯងពេកកុំមូលគណៈភាពទៅណាអ្វីដែលខ្លួនយើងធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនិយាយថាបើគុំតែយើងមានអ្នកណាអាចធ្វើបានល្អដូចយើងទេល្អអាហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទៅឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងប៉ុន្តែកុំមូលគណៈភាពទៅតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើយើងប្រកែហើយយើងចេះធ្វើកុំពីហើយយើងចេះកុំពីចេះធ្វើឲ្យមានតែតែជោគដឹកខ្លួនយើងគេប្រកែដូចយើងដែរអានឹងគឺថ្ងៃក្រោយយើងស្រួលហើយប៉ុន្តែព្រោះសួរថាតើយើងកុំពីយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេប្រកែដូចយើងសំណួរនេះគឺមិនងាយឆ្លើយទេហើយតែមិនងាយឆ្លើយទីមួយគឺបាត់ទំនិញរបស់យើងបាត់ជំហរអត់អូញ៉ាប្រៃទីចរិតរបស់យើងនឹងគិតតែខ្លួនយើងចេះតែម្នាក់ឯងអត់បាទចឹងណាបងប្អូន
អារម្មណ៍យើងធ្វើខ្លួនឯងតែបើសិនជាយើងអាឡែកទៅជួអាឡែកទៅមោទនភាពនឹងចិត្តបាទអ្នកដែលមកធ្វើការជាមួយយើងជុំវិញខ្លួនយើងណាគេ stress ងាប់ហើយបាទគេនឹងមានភាពតានតឹងបែបស្អីទីមួយគេគិតមិនលើដូចយើងទីពីរគេមិនបានគិតបន់ចំពីយើងគេបាត់ភាពជាម្ចាស់អឺមិនដូចយើងទេតោះឯងបងប្អូនអត់ទៅអោះនេះអ្វីដែលខ្ញុំយកមកចែកហ្នឹងសិនតែលើកចំណេញលុយណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែលើកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនចឹងអ្នកខ្លះស្ដាប់ហើយមិនប្រកាសថាយល់ទេបាទអ្នកខ្លះស្ដាប់ហើយយល់ហើយតែមិនប្រកាសថាយល់តែធ្វើទេបាទបងប្អូនគុំភ្លេចណាដឹងនៅអ្វីដែលយើងធ្វើវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបានដឹងទេបាទបងប្អូនគុំភ្លេចបើចង់ស្រួលបើចង់សុខចង់ស្រួលបាទក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាទទទួលស្គាល់អបអរសាទរអ្វីដែលយើងបង្កើតអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានតែគុំរូបដូចគេហៅថាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងក្នុងដូងបាទអ្នកដឹកនាំខ្លាំងក្នុងដូងអានឹងកែក្នុងដូងហ្នឹងបាទបើខ្ញុំអរចិត្តបាទលក្ខណៈដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំជម្រាបជូនថាឥឡូវនេះសំបីតែបាទអង្គាបាទគេអនុគ្រោះគុណធំធំគាត់មានបុគ្គលិកគាត់មាន100ប្រព័ន្ធអ្នកបាទខ្ញុំរវល់ជួបបាទជាមួយគាត់ដែរពួកគាត់បាទតាមជួបគាត់ទូរស័ព្ទមកគាត់ចាក់ទៅក្រុមគាត់គាត់រីកកើតចេះបាទសុំការពីគ្រូយោបល់សុំការពិភាក្សាបាទសុំជាមានសុំជាយុទ្ធសាស្ត្រឯកដើមចឹងខ្ញុំរវល់នឹងកិច្ចការងារទាំងអស់ទាំងក្រៅពីឆ្លៀតពេលរត់មកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកិត្តិបាក់មកនេះគឺថាអឺខ្ញុំព្យាយាមឆ្លៀតតែតែបាទអ្នកដែលគេហៅដែរបាទរត់តាមពីព្រឹកមកបាទប៉ុន្តែមានស្ទះមុនបន្តិចបាទចាំបាត់ចូលមកជួបបងប្អូនទៀតបន្តិចបាទចប់ពីនេះចាំមកទៅញ៉ាំអីបាទអរគុណបងប្អូនឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលល្អដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនឹងសិស្សដែលជាពលិទ្ធជួយឲ្យបើកគំនិតអាជីវកម្មបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី2គឺជួយពង្រឹងពង្រីកហើយនឹងអពុករាយអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យកាន់តែច្រើនដំណើរអុកស៊ើបងប្អូនគឺវ៉ាល់ឌីលីសឺអូគឺគំអុកស៊ើបូតគឺនឹងសាប៊ុនអ៊ីសូយូយេគឺគេសាប៊ុនសាប៊ុនយេយេOne? Yeah, thank you, Neil. One and one. Yeah. Good. You go, you get it. Man. Sip, sip in, sip in. Sip in, you go. I'll go. Yeah. Man, sip in. Sip in the song? Yeah.많아요넘버스일많아이거이렇게좀안했어요
ទី2ចង់ពង្រីកចង់ចាប់ដើមអាជីវកម្មប៉ុន្តែអត់មានលុយឬក៏ចង់ពង្រីកឧបករណ៍តែអត់មានលុយបញ្ហាទី2បញ្ហាទី3គឺលោកធ្វើទីផ្សារអត់សូវទៀងទាត់លោកអត់សូវដាច់អតិថិជនអត់សូវមានបាទទី3ហើយទី4គឺបញ្ហាបុគ្គលិកបាទធម្មតាប្រព័ន្ធនេះជំរុញធម្មតាទី4ហើយទី5គឺប្របាររអ្នកបន្តវិញបាទអាចជាសាជីវកម្មផ្នែកប្របាររហើយរងធនធានមនុស្សវិញក្រៃមកដល់កងប្របាររដែរបាទប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគុំភ្លេចណាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហើយយើងបកស្រាយអត់បានបាទមិនមែនមានន័យថាបញ្ហានោះអត់មានចម្លើយទេបញ្ហានោះអត់មានដំណោះស្រាយទេគឺមកពីខ្លួនយើងមិនទាន់រកឃើញតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនយើងជាអ្នករកស៊ីសំខាន់ណាស់បងប្អូនអ្នកខ្លីសុំថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅបើកឱកាសទទួលសមាជិកថ្មីរហូតដល់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទចិត្តបងប្អូនដែលមានសង្ឃាមានសាច់ញាតិហើយបងប្អូនយល់ថាគាត់ចង់ចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមអាជីវកម្មគាត់ចំណាយតែ30ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំតាមស្ដាប់ដល់2019នេះបាទអញ្ជើញគាត់ចូលរួមបាទអញ្ជើញគាត់ចូលរួមគាត់ចំណាយតែ30ដុល្លារទេប៉ុន្តែចូលគន្លឹះគំនិតសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបាទអ្នកខ្លះបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូឥឡូវកើការប្រាក់ចំណេញពី1000ដុល្លារ2000ដុល្លារបាទឡើងទៅ3ឡើងទៅ4ឡើងទៅ5ហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ហើយមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ខាតពីមុនពេលទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយឥឡូវនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលែងខាតបាទមិនទាន់ចំណេញច្រើនទេប៉ុន្តែលែងខាតបាទនេះជាចំណុចល្អបាទជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាជាការរីកចម្រើនរបស់បងប្អូនយើងបាទបងប្អូនសូមជាជាវិភាសាទៀតទៅលើសំណួរមួយចំនួនដែលបងប្អូនមានបាទចំពោះបញ្ហាទាំង5ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគុំបងប្អូនបើខ្ញុំដាក់លេរៀនទៅវាមានរហូតទៅដល់20 30បញ្ហាដល់ប៉ុន្តែអាកាមនេះគឺមានន័យថាគេហៅថា top 5 top 5ហ្នឹងគឺបញ្ហាធំៗទាំង